Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món bánh lọt mình vừa mới làm xong các bạn ạ. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng các bạn. Và làm sao để chúng ta có được cái món bánh lọt này vừa ngon vừa hấp dẫn? Đặc biệt đó là cách làm thì rất là đơn giản. Thì mình mời các bạn nay sẽ vào bếp cùng với mình để làm cái món bánh này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món bánh lọt các bạn nhé. Bánh lọt lá dứa. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là 100g bột gạo tẻ, 100g bột năng, 50g bột bắp, 200ml nước lá dứa. Ở đây thì mình đã xay sẵn và cho ra đây như thế này rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng pha bột bánh nhé. Cái món bánh này thì ăn nó có cái độ dẻo và nó mát. Các bạn sẽ cho vào đây 50g bột bắp, 100g bột gạo tẻ, hay còn gọi là bột tẻ đấy các bạn, 100g bột năng. Và để cho cái món bánh này của chúng ta nó có cái vị đậm đà hơn thì các bạn sẽ cho vào đây thêm đó là 1/2 muỗng cà phê muối. Sau đó các bạn dùng cái phối đánh trứng này, các bạn quậy đều lên cho mình để cho nó đều. Các bạn quậy bằng cái phối đánh trứng như thế này ấy, thì là nó bột khi mà các bạn cho nước vào để các bạn trộn á, nó sẽ không có bị vón cục. Đó. Bây giờ thì các bạn sẽ pha nước cho mình nha. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị thêm cho mình đó là 200ml nước. Sau đó các bạn đổ cái nước lá dứa, 200ml nước cốt lá dứa vào đây. Và bây giờ chúng ta pha nhé. Các bạn thêm nước từ từ vào cho mình. Các bạn quậy đều lên. Đó, cái mùi lá dứa nó rất là thơm. Các bạn dùng cái phới đánh như thế này thì các bạn sẽ thấy là cái phần bột nó được đều và nó không có bị vón cục. Vậy là ở đây của mình có tổng là 250g bột thì các bạn sẽ dùng cho mình 400ml nước. Các bạn sẽ quậy đều cho mình nhé, để cho cái phần bột nó tan hoàn toàn. Khi nào mà các bạn thấy bột tan hoàn toàn rồi thì các bạn hãy để cho bột nghỉ 15 đến 20 phút, sau đó chúng ta mới làm tiếp. Bây giờ thì để nấu nó không bị dính đáy nồi thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái chảo chống dính nhá. Sau đó thì các bạn sẽ lọc cho mình cái phần bột này qua cái dây lọc. Bây giờ các bạn sẽ để bột nghỉ 10 phút cho mình, 10 đến 15 phút các bạn nha. Và 10 đến 15 phút nữa thì mình sẽ quay lại để làm cái món này tiếp nhá. Sau khi mà các bạn đã để cho bột nghỉ 15 đến 20 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ bật bếp cho mình nhé. Các bạn sẽ bật bếp cho mình và các bạn để lửa nhỏ. Sau đó thì khuấy đều tay cho mình. Các bạn khuấy đều tay như thế này thì nó sẽ không bị cháy và vón cục ở phía dưới. Các bạn nhớ là cho lửa nhỏ nhé. Các bạn chịu khó khuấy đều tay cho mình như thế này và các bạn nên quấy bằng cái đánh trứng như thế này để cho nó không bị vón cục ở phía dưới. Mình không nên dùng cái muôi hay là cái thìa để quấy các bạn nhé. Và khi mà mình quấy bằng cái chảo chống dính thì nó sẽ không bị bén nồi. Đây các bạn ơi, khi mà các bạn đun được một lúc rồi thì cái phần bột của chúng ta nó sẽ bắt đầu quánh lại như thế này và nó bắt đầu chặt tay, nặng tay hơn, thì các bạn cứ cố gắng để các bạn khuấy cho nó đều lên cho mình nhé.
Và các bạn lưu ý là các bạn để lửa nhỏ cho mình để nó không bị cháy. Khi mà các bạn khuấy như thế này các bạn sẽ thấy nó rất là chặt tay. Nhưng mà cố gắng nha, để được có một món bánh ngon thì các bạn phải kiên trì một chút. Và các bạn nấu đến khi mà cái phần bột này nó trong lại. Dùng cái muỗng để các bạn cho cái phần bột này xuống cho mình nhé. Lúc này bột nó rất là nặng và nó dính. Đó, các bạn cho dần bột ra. Quấy đến khi mà các bạn thấy cái phần bột này nó trong hẳn nhé. Đó, một cái điểm lợi khi mà các bạn nấu bằng chảo chống dính thì các bạn sẽ thấy là cái phần bột nó không có bị bén vào đáy nồi. Và lưu ý, một cái lưu ý lớn cho mình đó là khi mà các bạn làm cái bánh này thì mình phải để lửa rất là nhỏ. Nấu đến khi mà bột trong hẳn. Khi mà nó gần chín như thế này rồi thì các bạn sẽ chuyển sang cho mình một cái muôi nhá, để các bạn có thể để cho cái phần bột này nó chín hoàn toàn. Khi nào mà nó trong hẳn, các bạn nhìn thấy nó màu trong, nó không còn đục nữa thì là được nha. Làm cái món bánh này là hơi vất vả một chút nè. Chúng ta phải dùng rất là nhiều lực để, bởi vì là cái bột nó dính lắm các bạn. Phải dàn đều ra để cho cái phần bánh này, cái phần bột này nó chín trong. Các bạn ơi, khi mà các bạn nấu các bạn thấy cái phần bột này nó trong như thế này và nó không còn đục nữa, không còn cái màu bột sống nữa thì các bạn sẽ tắt bếp cho mình nhé. Và chuẩn bị cho mình một tô nước lạnh cộng với một cái khuôn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái khuôn. Cái khuôn này thì khuôn làm bánh lọt hoặc là làm bún tươi tại nhà đều rất là dễ. Nó có những cái phần lỗ như thế này. Còn nếu không thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái rổ sắt nhá, mà nó có cái lỗ tròn to như thế này nha. Khi mà cái bột nó vẫn còn ấm như thế này thì các bạn sẽ cho vào, cho vào trong cái khuôn này nha.
cái khuôn này của mình nó có một cái chốt. Các bạn cho bột vào nửa cái khuôn thôi, sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhấn nó ra nha. Các bạn sẽ bóp mạnh tay cho mình một chút. Đó, và để cắt được cái phần này thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái đũa nhé. Và các bạn gạt như thế này ạ. Các bạn phải cho ngay cho mình vào cái tô nước lạnh như thế này thì những cái phần bánh lọt này nó mới không bị dính vào nhau. Sau đó thì các bạn sẽ dùng đũa các bạn tởi nó ra luôn cho mình như thế này nhé. Đó, mình phải dùng nước lạnh luôn nè các bạn này. Đó, các bạn trũng luôn xuống cho mình và gỡ dần nó ra. Các bạn dùng đũa các bạn gỡ như vậy nha. Và các bạn trũng trũng nó xuống nước như vậy này thì nó không có dính vô nhau. Đó, rất là đơn giản đúng không các bạn? Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn làm xong, các bạn sẽ để cho nó nguội nhá. Và cái món bánh lọt này thì các bạn sẽ nấu nước cốt dừa để ăn kèm, hoặc là các bạn có thể ăn kèm với cả nước đường không, không cần nước cốt dừa cũng được, đều rất là ngon và hấp dẫn. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video mới nhất của mình các bạn nha.